của Lâm Coffee. Thì hiện tại là em đang đứng tại nhà máy rang của Lâm Coffee nha anh chị. Thì vừa rồi là em vừa tắt cái công tắc làm nguội cà phê. Tại vì cái hạt cà phê bây giờ nó cũng đã nguội rồi. Thì sau khi mà làm nguội như thế này á, thì Lâm Coffee sẽ cho vào bao để cột lại và bảo quản ạ. Thì hôm nay mọi người hãy cùng em tìm hiểu về cái chủ đề là cà phê rang xay mộc nhé. Thì đây ạ, đây là những cái hạt cà phê mộc nha anh chị. Anh chị quan sát ạ. Đây là hạt cu li mộc ạ. Thì làm sao để chúng ta biết được đây là hàng mộc? Thì một cái kinh nghiệm của em á, khi chúng ta nhìn vào cái hạt cà phê á, đầu tiên á, là hạt mộc nó sẽ không có bóng, không có bóng lên. Đây ạ, nó rất là nhẵn, không bóng. Và sẽ không có bám những cái hạt muối bên ngoài ạ. Đây ạ. Một cách nữa là em hay sử dụng đó là em hay cắn hạt cà phê. Tức là khi mà em cắn vào cái hạt cà phê đó mà nó có vị ngọt nè, vị mặn nè, hoặc là nó nhớt nhớt, kiểu như nó hơi béo ngay đầu lưỡi á, thì tức là những cái hạt cà phê đó đã qua tẩm ướp rồi, không có phải là hạt mộc nữa. Thì làm sao để có được những cái hạt cà phê mộc như thế này? Thì đầu tiên chúng ta phải có nhân sống nha anh chị. Thì ở đây là em đang rang cu li, nên thành ra là đang có một cái bao nhân sống cu li ở đây ạ. Thì cái màu sắc của cu li khi mà còn sống chưa có rang lên thì nó như thế này ạ, xanh xanh vàng vàng như thế này ạ. Thì chúng ta sẽ cho cái nhân sống này vào cái máy rang này. Đây. Rồi chúng ta sẽ rang ở một cái nhiệt độ nhất định. Thì cái đây là cái bảng điều khiển nha anh chị. Đây là bảng điều khiển của máy rang. Nhiệt độ rang rồi thời gian rang nó sẽ hiện thị lên cái máy rang đó. Thì ở đây á, là cái lòng rang đang quay, là tại vì á, là mới vừa cho ra cà phê xong, nó còn đang rất là nóng nên là phải làm nguội. Thì hiện tại luôn á, là vì cái nhu cầu con người càng ngày á, là càng ăn sạch, và kiểu như là họ đề cao cái sức khỏe của họ rất là nhiều. Vì thế là càng ngày là càng họ càng chuộng cái cà phê mộc hơn, là cà phê có tẩm. Thì nếu như mà anh chị nào mà chưa có nắm được về cà phê mộc rang xay, cũng giống như là có những cái câu hỏi thắc mắc á, thì anh chị có thể comment bên dưới nhé. Nếu anh chị thích video, anh chị hãy like và share kênh giúp em ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ạ.